Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các trường học phòng dịch 3 trong 1 trong bối cảnh nhiều bệnh dịch vào mùa. Một nam thanh niên suýt mất mạng vì ăn nhầm cua mặt quỷ. Điều tra vụ một người đàn ông chết bất thường trong nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, trong thời điểm cả nước vẫn đang phải cảnh giác với dịch Covid-19 và nhiều loại bệnh vào mùa như sốt xuất huyết, tay chân miệng, công tác phòng dịch tại trường học càng thêm nặng nề. Ghi nhận công tác phòng dịch tại các trường trong ngày đầu tiên học sinh trở lại trường sau hơn 3 tháng tạm nghỉ. Trong ngày đầu tiên trở lại trường, học sinh trường tiểu học Trần Nguyên Hãn, quận 8 được các giáo viên hướng dẫn kỹ việc thường xuyên rửa tay, giữ gìn vệ sinh cá nhân, tăng cường sức khỏe. Rửa tay đúng cách, đeo khẩu trang đúng quy định, ăn chín uống sôi. Trong tháng 4 và tuần đầu tháng 5, số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng tại thành phố có chiều hướng tăng. Ngành y tế và ngành giáo dục thành phố đang tăng cường công tác phòng chống dịch 3 trong 1 từ việc tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng dịch tới việc đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe của học sinh. Vệ sinh khử khuẩn môi trường học tập của các em trên lớp cũng như là môi trường xung quanh như là phát quang bụi rậm, không để nước tồn đọng trong lưu hữu xung quanh trường. Nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, bệnh truyền nhiễm không cần biết bệnh gì, nghi ngờ thôi. Những triệu chứng ví dụ như sốt, chảy mũi, ho, là mệt kẻ mệt mỏi bất thường, vân vân là không được đưa đến trường mà phải đưa đến cơ sở y tế. Để công tác phòng dịch phát huy hiệu quả, rất cần sự chung tay của cả nhà trường và gia đình để các em tự hình thành kỹ năng bảo vệ sức khỏe. Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ban hành quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Lê Quang Hào, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu Cơ sở Công trình Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn quyết định và lệnh tố tụng nêu trên. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Lê Quang Hào đã tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn 65 km, không đúng trình tự, quy định của pháp luật, không đúng tiêu chuẩn chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án được phê duyệt, dẫn đến công trình không đảm bảo chất lượng khi khai thác sử dụng, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo quy định của pháp luật. Sáng qua, Cơ quan chức năng huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã bắt quả tang một vụ khai thác cát trái phép tại khu đồi cát Láng Hàng, xã Bình Châu. Tại hiện trường, khu đồi cát rộng 22 hectare có 4 xe cuốc, có 5 xe ben đang chuẩn bị vận chuyển 125 khối cát ra khỏi hiện trường và 5 xe ben đang vào lấy cát. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện hồ nước tại khu này bị lấy cát sâu khoảng 5 mét, diện tích gần cả ngàn mét vuông. Cơ quan chức năng cho biết đây là phần đất do công ty cổ phần Freeland quản lý. Vừa qua, công ty này xin dọn thực bì trên khu đất để làm dự án khu du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, trong thời gian dọn dẹp thực bì, đơn vị thi công đã tổ chức khai thác vận chuyển cát trái phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, đưa 10 xe ben ra ngoài, tạm giữ 4 xe cuốc, 1 máy bơm để tiếp tục điều tra. Hôm qua, một nam thanh niên đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ bằng đường hàng không sau khi ăn phải cua lạ. Được biết, bệnh nhân đã ăn phải loài cua mặt quỷ. Bệnh nhân là anh Lê Văn Mua, 34 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ, đang làm việc tại Côn Đảo. Trước đó, sau khi ăn hai càng cua lạ được 10 phút thì anh Mua bị tê đầu lưỡi, tê tay chân và khó thở. Biết bị ngộ độc, anh Mua đã chủ động nôn thức ăn ra và đến ngay trung tâm y tế quân dân y Côn Đảo cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân ngày càng nặng và đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ bằng đường hàng không trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, giãn đồng tử và liệt tứ chi. Sau 2 giờ được cấp cứu và điều trị nội khoa tích cực, anh Mua bắt đầu có phản xạ đáp ứng kích thích và tỉnh táo dần. Hiện bệnh nhân có tiến triển tốt, vận động tứ chi bình thường, không còn thở máy. Được biết, cua mặt quỷ có màu sắc sặc sỡ, có nốt nâu trên nền nhạt ở vỏ. Trong thịt và vỏ cua có một lượng lớn chất kịch độc gây tổn thương hệ thần kinh, có thể gây tử vong với khoảng 0,5 gram thịt cua. Tiếp theo trong phần sau của chương trình, phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ nhiều vũ khí nóng. Tai nạn cưa máy là một người tử vong tại Tây Ninh. Là
lại bị soi lúc gãi đầu. Đầu mới là nguyên nhân. Chính là gầu. Hãy dùng Head & Shoulders. Hiệu quả gấp 5, ngăn gầu và ngứa. Để họ chỉ thấy khi bạn tự tin tựa đầu. Dòng dầu gội Head & Shoulders. Tiêu khuyết thanh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giúp giảm các triệu chứng viêm thanh quản mất tiếng, khàn tiếng. Để giọng nói trong sáng hơn, nhờ có tiêu khuyết thanh, nhờ có tiêu khuyết thanh. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tích thần vương, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng suy thận. Tích thần vương giúp lợi tiêu và bảo vệ thận. Không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Viêm phổi, viêm phế quản, thực phẩm bảo vệ sức khỏe bảo phế vương, hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm khó thở. Bảo phế vương hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm khó thở, dùng cho người bị viêm phổi, viêm phế quản. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đau ho, khó thở là triệu chứng ở người mắc bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính, bào khí khan, giúp giảm đau ho, khó thở, giảm lực cấp và biến chứng của hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bào khí khan, giúp giảm nỗi lo, đau ho, khó thở. Nghiên cứu lâm sàng trên 700 bệnh nhân so sánh hiệu quả thuốc hoạt huyết nhất với Ginkgo Biloba nổi tiếng thế giới của Pháp đã được Bộ Y tế nghiệm thu. Kết quả, thuốc hoạt huyết nhất hiệu quả vượt trội Ginkgo Biloba của Pháp trong điều trị chóng mặt, mất ngủ, tê bì chân tay. Cũng theo nghiên cứu này, hoạt huyết nhất còn điều chỉnh rõ rệt huyết áp, làm giảm huyết áp với người huyết áp cao, làm tăng huyết áp với người huyết áp thấp. Thuốc hoạt huyết nhất tăng cường máu lên não, làm hết đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, tăng cường máu đến vùng vai gáy, các chi, làm hết đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay. Đặc biệt hướng dẫn khi sử dụng. Xương khớp bị thoái hóa gây ra viêm khớp tầng nhất xương khớp, vi xương khớp bách niên kiện chứa chiết xuất vỏ liễu và cây móng quỵ, hỗ trợ giảm viêm khớp, thoái hóa khớp, tăng khả năng vận động cho người bị viêm khớp. Bách niên kiện hỗ trợ người viêm khớp, thoái hóa cột sống, đau nhức xương khớp. Kính thưa quý vị, hôm qua Phòng Cảnh sát Ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ 4 nghi can trong đường dây ma túy do Nguyễn Hữu Phong, 38 tuổi quê Hà Nội cầm đầu. Thời gian gần đây thì Phong thường lái ô tô sang Campuchia lấy mỗi lần khoảng 10 kg ma túy về cung cấp cho các đại lý. Ba đối tượng còn lại là Nguyễn Minh Chí, 32 tuổi, Nguyễn Thanh Bình, 25 tuổi và Nguyễn Đức Tuấn, 30 tuổi, nguồn hàng được nhóm này lấy của Phong. Lần theo dấu vết các đối tượng để lại khi chúng sơ ý gây ra một vụ nổ ở một căn chung cư trên đường xa lộ Hà Nội, quận 9 hồi giữa tháng 4, cơ quan chức năng phát hiện chiếc ô tô màu đỏ mà các đối tượng thường sử dụng. Ngày 22 tháng 4 qua, khi chiếc ô tô này chở Chí và hai đàn em dừng trước căn nhà Phong ở, các trinh sát đã ập tới bắt giữ. Cơ quan chức năng tìm thấy trên xe 6 kg ma túy đá, gần 900 viên thuốc lắc, một khẩu súng K-54, 20 viên đạn, 3 trái mìn tự chế. Một tổ công tác khác cũng bắt giữ Phong ở trong nhà với tang vật gồm 3 kg ma túy đá, gần 1.000 viên thuốc lắc. Riêng đối tượng Chí thừa nhận do Chí chế tạo mìn sai kỹ thuật nên đã gây ra vụ nổ lớn nói trên. Từ tối qua, Công an quận Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông chết bất thường trong nhà ở trong hẻm 23 đường Cây Keo, phường Tam Phú. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lâm, 51 tuổi. Theo đó, khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, hai người hàng xóm của ông Lâm không thấy ông thức dậy mở cửa nên ra phía sau kiểm tra. Khi họ nhìn qua khe cửa thì phát hiện ông Lâm nằm gục ở cửa nhà phía sau. Công an địa phương có mặt kiểm tra thì phát hiện nạn nhân nằm chết trên vũng máu. Bên cạnh là một bình ga loại lớn có dính máu. Hiện trường xáo trộn bất thường. Người dân cho biết ông Lâm có gia đình nhìn đến đây sống một mình, thường ngày hay nhậu nhẹt say xỉn. Khoảng 23 giờ đêm hôm trước, người dân đã nghe thấy nhiều tiếng động bên nhà ông Lâm. Một vụ nổ bình ga đã xảy ra vào chiều qua tại một ngôi nhà trên phố Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vụ nổ đã khiến 3 người bị thương nặng. Theo một số người dân ở quanh khu vực căn nhà số 32 phố Cửa Nam, thì vào khoảng 15 giờ đã xuất hiện một tiếng nổ lớn, khiến toàn bộ cửa kính và vật dụng trong nhà bị vỡ và hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa một đoạn phố Cửa Nam, đưa người bị thương đi cấp cứu và di chuyển các bình ga lớn ra khỏi căn nhà. Theo thông tin ban đầu, có 3 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu, một người bị thương nhẹ là bảo vệ của căn nhà. Được biết, căn nhà trên được dùng để kinh doanh ăn uống, chủ yếu bán đồ mang về. Thời điểm xảy ra vụ nổ không có khách hàng, những người bị thương đều là nhân viên của nhà hàng. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Sáng qua, tại xưởng cơ Trung Hữu, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn cưa máy khiến một công nhân tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu từ những công nhân tại xưởng cưa, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 5, ông Nguyễn Công Thẳng, 46 tuổi, ngụ khu phố 5 thị trấn Tân Biên, là công nhân của xưởng, đang chuyển một khúc cây cao su bằng cách dùng móc sắt nhọn bập vào thân cây rồi kéo lên giàn để cưa máy cưa. Trong lúc ông đang dùng sức để kéo thì không may móc sắt tuột khỏi khúc cây làm cho nạn nhân lao người vào lưỡi cưa đang hoạt động, tử vong tại chỗ. Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ. Chiều qua, thi thể một người đàn ông đã được người dân phát hiện trôi trên sông Sài Gòn đoạn qua quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, người dân đi thuyền trên sông Sài Gòn đoạn qua phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức phát hiện xác một người đàn ông trôi dưới sông nên đã kéo vào bờ rồi trình báo cơ quan chức năng. Sau đó công an đã đến ghi nhận vụ việc. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Ống, 57 tuổi, ngụ huyện Củ Chi. Rạng sáng qua, ông Ống chạy xe máy từ Củ Chi lên cầu Bình Phước rồi để lại xe, nhảy xuống sông tự tử. Theo người nhà, nguyên nhân có thể là do gần đây, ông Ống buồn chuyện gia đình. Sau nhiều ngày cháy liên tục từ ngày 6 tháng 5 đến nay, ngọn lửa tại bãi rác tạm Dốc Đỏ, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã ngừng lan rộng. Mặc dù vậy, đám cháy vẫn âm ỉ thải ra lượng khói dày đặc, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các hộ dân lân cận. Theo ghi nhận, cột khói bốc cao từ bãi rác Dốc Đỏ có thể nhìn thấy từ cách xa hàng chục cây số. Khói bốc lên cả tuần nay, cộng thêm thời tiết nắng nóng khiến không khí vô cùng ngột ngạt. Người dân địa phương cho hay, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra cháy tại bãi rác này, nhưng đợt cháy này là nguy hiểm nhất. Ngày 7 tháng 5 qua, vì quá bức xúc, một số người dân ở đây đã chặn xe đổ rác. Một số người còn đe dọa đơn vị làm nhiệm vụ xử lý. Trong khi đó, công ty phụ trách công việc xử lý đang phải vừa chữa cháy vừa xử lý rác. Khi đó là công ty đã cho tiến hành là ngay từ buổi tối hôm đó, là đã cho tiến hành là bơm nước và kêu xe chở nước tới phun, nhưng mà không ăn thua. Hiện đơn vị xử lý rác vẫn đang khắc phục sự cố nhà máy đốt rác. Các cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Tình trạng đầu độc cưa hạ cây rừng để chiếm đất trồng thanh long lại tiếp tục xảy ra tại khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Cơ quan chức năng huyện Hàm Thuận Nam đã nhiều lần vào cuộc ngăn chặn xử lý nhưng vẫn chưa hạn chế được tình hình. Theo thống kê ban đầu, hơn 2.000 mét vuông cây gỗ, đường kính 15-40 cm, thuộc tiểu khu 302A, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam đã rụng hết lá, chết đứng, vỏ bông tróc. Tại vị trí cách khu rừng bị chết khô khoảng 100 m về hướng núi đất, hàng chục cây lớn, đường kính 20-40 cm khác nằm la liệt trên diện tích hơn 1.000 mét vuông, chủ yếu là sến, vong đồng, dầu và cốc, có dấu vết của cưa máy để hạ cây. Theo Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tà Cú, có tổng cộng 122 cây rừng tự nhiên bị bỏ hóa chất để đầu độc trên diện tích 3.257 m². Các đối tượng phá rừng với ý định dọn đất, lấn chiếm đất rừng để trồng thanh long. Năm 2018, hành vi tương tự cũng từng xảy ra ở khu vực này. Hạt Kiểm Lâm Hàm Thuận Nam đã chuyển hồ sơ vụ việc năm 2018 lên cơ quan điều tra, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm ra đối tượng phá rừng để xử lý. Tiếp theo, trước phần thông tin quốc tế của chương trình, đại dịch COVID-19 đe dọa các bộ lạc thiểu số ở rừng Amazon. Đấu giá cây đàn guitar mà Kurt Cobain từng chơi trước khi mất 6 tháng. Kính thưa quý vị, các nhà khoa học tại châu Âu đã phát hiện một enzyme trong máu có vai trò dẫn dắt virus SARS-CoV-2 xâm nhập các tế bào, gây ra những biến chứng nghiêm trọng về hô hấp ở những bệnh nhân COVID-19. Phát hiện này mang đến hy vọng sẽ sớm tìm ra được cách chữa trị cho căn bệnh COVID-19 nguy hiểm hiện nay. Theo nghiên cứu, enzyme chuyển hóa kích thích tố tăng huyết áp ACE2 có trong tim, thận và các cơ quan nội tạng khác. Đối với bệnh COVID-19, enzyme này được cho là đóng vai trò trong biến chứng vào phổi. Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Đại học E. Groningen ở Hà Lan đã đo mật độ ACE2 ở hơn 3.500 bệnh nhân tim mạch tại 11 nước châu Âu, xác định mật độ ACE2 trong máu của nam giới cao hơn ở nữ giới. Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Tim mạch châu Âu ngày 11 tháng 5 chỉ ra rằng ACE2 là một thụ thể trên bề mặt tế bào liên kết với virus SARS-CoV-2, cho phép virus này xâm nhập và lây nhiễm các tế bào. Ngoài xuất hiện ở phổi, ACE2 còn được tìm thấy trong tim, thận và các mô lót trong mạch máu và đặc biệt cao tại tinh hoàn. Nhóm nghiên cứu cho rằng sự xuất hiện của ACE2 ở tinh hoàn có thể phần nào lý giải lý do nam giới dễ mắc COVID-19 hơn nữ giới.
dịch bệnh đang đe dọa cuộc sống của các bộ lạc thiểu số ở rừng Amazon và theo cơ quan điều phối các tổ chức bản địa lưu vực sống Amazon Coica, nếu chính quốc gia ở Amazon không hành động khẩn cấp, nền văn hóa lâu đời tại đây có thể sẽ biến mất. Pedros dos Santos là tù trưởng của một bộ lạc ở Brazil. Khi vợ ông lần đầu bị sốt vào giữa tháng 4, vị tù trưởng đã không lường được những gì sắp xảy ra. Khi các triệu chứng sốt vẫn kéo dài, đi kèm ho khan, khó thở, mất vị giác và mùi, tôi mới nhận ra đây là dịch COVID-19. Sau đó tôi và các thành viên khác trong gia đình bắt đầu bị sốt. Tôi nhủ rằng mình sẽ chết. Dịch bệnh bắt đầu xuất hiện tại nhà hàng xóm của Santos và lan đến các bộ lạc khác. Chúng tôi đã đưa cha mình đến trung tâm y tế ở vùng lân cận sau khi ông sốt 5 ngày không dứt, nhưng ông ấy đã trở nặng và không qua khỏi vì không có máy thở. Theo tù trưởng Santos, cho đến nay hầu hết các thành viên trong số 300 gia đình có khả năng đã nhiễm virus corona chủng mới dù chưa ai được xét nghiệm. Không có bất kỳ quan chức địa phương hay nhân viên y tế nào đến kiểm tra và thực hiện xét nghiệm cho thổ dân tại đây. Coica đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết trên phạm vi toàn cầu để hỗ trợ thực phẩm, thuốc men và khẩu trang cho các bộ tộc. Nếu âm nhạc của Nirvana được xem là tín ngưỡng của cả một thế hệ thì Kurt Cobain, người thủ lĩnh, được tôn vinh như một người phát ngôn của một thế hệ. Vì vậy cũng dễ hiểu khi những di vật của ông luôn được các nhà sưu tầm săn lùng với giá ngất ngưỡng. Cây guitar mà Cobain chơi trong buổi hòa nhạc của MTV được kỳ vọng sẽ mang về ít nhất $1 triệu. Đây là cây guitar mộc mà huyền thoại âm nhạc đã chơi trong buổi biểu diễn của MTV Unplugged ở Sony Studios tại thành phố New York vào tháng 11 năm 1993, chưa đầy nửa năm trước khi ông tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 27. Tôi vô cùng hào hứng khi được ngồi đây bên cạnh cây guitar tuyệt phẩm này. Nó được làm từ năm 1959 của nhà Martin. Đây là mẫu D18E. Ông Nolan cho biết Kurt Cobain đã điện khí hóa cây guitar acoustic và giấu ampli trên sân khấu để tạo ra âm thanh độc đáo theo đúng ý mình. Cây đàn này được định giá khởi điểm $1 triệu, nhưng giá bán cuối cùng có thể cao gấp nhiều lần. Thông tin cập nhật. Thưa quý vị, đến sáng nay, dịch COVID-19 đã khiến trên 4,2 triệu người trên toàn thế giới mắc bệnh, trong đó có hơn 286.000 người đã không qua khỏi. Riêng ở Mỹ, dịch bệnh lại chạm đến một cột mốc đáng buồn khác khi số người tử vong đã vượt 81.000, chiếm hơn 28% tổng số ca thiệt mạng vì COVID-19 trên toàn cầu. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt $1 tỷ cho các bang và vùng lãnh thổ của Mỹ để giúp đẩy mạnh xét nghiệm. Ngoài ra, Nhà Trắng cũng ban hành chỉ thị mới. Bất kỳ ai bước chân vào cánh Tây, nơi đặt văn phòng của Tổng thống, cũng phải đeo khẩu trang, trừ lúc làm việc tại bàn riêng. Trong tuần qua, đã có hai nhân viên thân cận của Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo nước Nga sẽ bắt đầu nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa từ hôm nay 12 tháng 5. Tuy nhiên, từng địa phương sẽ cần điều chỉnh các biện pháp cho phù hợp với điều kiện từng vùng. Ông Putin cũng công bố các khoản phúc lợi mới cho các gia đình có con nhỏ và các biện pháp hỗ trợ mới cho nền kinh tế Nga. Trong khi đó, Bộ Y tế Ấn Độ ngày 11 tháng 5 ghi nhận hơn 4.200 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại nước này. Như vậy, Ấn Độ hiện có trên 70.000 ca bệnh, trong đó có gần 2.300 người đã tử vong. Từ hôm nay, hệ thống tàu lửa trên toàn quốc sẽ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động từ cuối tháng 3. Từ hôm nay, chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp cho người dân qua thẻ tín dụng hoặc thẻ tiền mặt. Một điều đáng lưu ý là người dân Hàn Quốc chỉ được tiêu số tiền hỗ trợ từ giờ tới hết tháng 8. Sau thời hạn này, số tiền còn thừa trong thẻ tín dụng hay thẻ tiền mặt sẽ tự động bị xóa. Tiền trợ cấp không được dùng để mua sắm ở các trung tâm thương mại lớn, siêu thị lớn, các cửa hàng điện tử quy mô lớn, quán rượu, trung tâm giải trí, trả chi phí dịch vụ công, tiền bảo hiểm, mua vàng bạc, trả phí giao thông, phí viễn thông. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào, tạm biệt.